OK. Trong cái ngôn ngữ lập trình JavaScript ấy, thì cái phần để có thể khai báo được cái hàm của nó thì bọn em bắt buộc là phải tự tạo ra cho việc đầu tiên là chúng ta cần phải tạo ra một cái thẻ trong lập trình của nó này, là cái thẻ về script này, và chúng ta có thể viết là riêng với JavaScript thì bọn em có thể khai báo hàm là ở bất kỳ đâu và chỗ nào cũng được. Thì theo thói quen thì thầy sẽ viết là để trên đây đi cho nó tiện. Đấy, thì cái cú pháp của viết hàm ấy, thì việc đầu tiên là bọn em viết ra một cái phần function, tức là cái này coi như là từ khóa của nó để hiểu được là đây là khai báo hàm. Tiếp đó là tới cái phần chúng ta là khai báo tên hàm ở đây, thì có thể ví dụ như tên hàm là viết luôn là tên hàm ở đây chẳng hạn. Đấy, và cái tiếp nữa là ở bên trong bọn em viết mà ngoặc đóng ngoặc giống hệt như C thôi. Và cái quan trọng ấy là trong cái phần cú pháp của cái viết hàm này, thì trong cái dấu mà ngoặc ở đây thì chúng ta có thể khai báo các tham số. Thì như ngôn ngữ lập trình C mà các bạn đã học ấy, thì là nếu mà khai báo cái phần tham số ở đây là chúng ta cần phải define rõ là cái kiểu dữ liệu đúng không? Nhưng mà quay lại cái môn JavaScript thì chúng ta học như trước thì cái phần mà kiểu dữ liệu của biến thì nó sẽ không có đúng không? Mà nó sẽ phụ thuộc vào cái phần là chúng ta gán giá trị cho nó là cái gì, thì là nó sẽ được hiểu là kiểu dữ liệu đó. Thế thì trong cái phần hàm của chúng ta trong JavaScript ấy, thì bọn em chỉ cần viết ra ở đây là tên biến thôi. Thì ví dụ như kiểu là username gạch ngang password, thế này thôi, cũng không cần viết chữ vai chữ gì như bình thường cả. Chúng ta chỉ cần viết như thế này thôi là nó hiểu đây là có hai tham số là username và password. Đấy, ví dụ như thế. Ở đây giả dụ như là khi gọi đến cái hàm, khi viết cái hàm thì chúng ta có thể thực hiện cái quá trình là giả dụ như in nó luôn ra trên màn hình này, document write-line. Sau đó là chúng ta ví dụ như là username bằng, chúng ta cộng với lại username là tên biến, rồi tiếp tục chấm phẩy password bằng với cái password của chúng ta. Đấy, như thế này thì là đây là một cái cú pháp cơ bản nhất để chúng ta viết ra được một cái hàm nhá. Rồi, thế thì khi mà đã có cái hàm như thế này, thế thì làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện cái quá trình gọi nó và thực thi của nó? Nếu như mà chúng ta viết như thế này, có nghĩa là hàm đó chưa được gọi, thì khi mà chúng ta gõ code ở run chương trình thì rõ ràng nó chẳng chạy ra cái gì cả. Đấy, và coi như nó là màn hình trắng bởi vì lúc đấy hàm nó chưa được chạy. Còn sau đó giả dụ chúng ta có thể gọi cái tên hàm ở đây, là chúng ta viết như thế này là cái phần gọi tên hàm. Sau đó là chúng ta truyền dữ liệu vào, ví dụ như là admin là tên người dùng, sau đó là mật khẩu là 123456, thì viết như thế này, sau đó chúng ta chạy chương trình thì lúc đấy cái dữ liệu của chúng ta sẽ được in ra, thì lúc đấy chương trình nó mới gọi nhé. Đây là một cách gọi thông thường và đơn giản nhất. Thế thì cái hàm trong JavaScript ngoài ra nó còn được gọi ở đâu và hay được dùng nhất ở đâu? Thì ví dụ luôn là giả dụ chúng ta tạo ra một cái form đơn giản thôi, có ID là bằng form ID, rồi name là form ID, rồi action là cái này đã, method như chúng ta đã học, và chúng ta dùng get đi để xem dữ liệu như nó như thế nào đây. Rồi tiếp đó là sẽ tạo ra một cái button với ID là gì cũng được, không cần cũng được, type là đặt theo kiểu button. Tiếp tục là chúng ta lắng nghe sự kiện là on click của nó, thì chúng ta sẽ thực hiện quá trình gọi đến cái phần tên hàm kia. Sau đó ở đây chúng ta sẽ truyền vào cho nó các cái giá trị, ví dụ như là admin 123456, giả dụ như thế này. Đây là cái cách mà thông thường mà người ta hay dùng nhất. Và ví dụ như ở đây gọi là show username đi, giả dụ như code của chúng ta là như thế này, thì đây chúng ta chạy chương trình như thế này, và sau đó chúng ta sẽ kích vào cái chữ là show username and password này, thì kích vào một phát đấy thì nó sẽ hiển thị ra, thì khá đơn giản thôi.
Thế đấy là cái phần cơ bản nhất của một cái hàm. Thế thì như chúng ta học về C ấy, thì cái hàm của chúng ta thì bao giờ nó sẽ có hai loại hàm luôn cả lớp. Một là hàm cái kiểu dữ liệu của hàm ấy là void, hai là các cái kiểu dữ liệu trả về, đúng không? Với void thì là chúng ta không có dữ liệu trả về, đúng không? Còn nếu như mà bọn em khai báo là kiểu int trong tên hàm các tham số ấy, thì là dữ liệu trả về phải là kiểu int, hay kiểu tra là kiểu dữ liệu phải là tra, đúng không? Kiểu mạng phải là dữ liệu trả về là phải là mạng, đúng không? Thế thì trong JavaScript này thì nó có dữ liệu trả về hay không? Thì riêng ngôn ngữ lập trình JavaScript thì nó khá là linh động. Nhìn chung là nếu như chúng ta viết hàm như thế này thì nó được hiểu là hàm không có giá trị trả về, là kiểu void. Còn nếu như đang viết như thế này, chúng ta lại thêm một cái giá trị nữa, là thêm cái hàm return là trả về nó là một mã, một chuỗi đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì lúc đấy cái hàm này được gọi là hàm có dữ liệu trả về theo kiểu dạng chuỗi, nó tự hiểu nhá. Nhìn chung riêng cái viết hàm function của JavaScript ấy thì là có hàm cũng một cái cách viết, nhưng mà chúng ta trả về thì nó là có dữ liệu trả về, chúng ta không return thì là nó không có dữ liệu trả về nhá. Thì ví dụ như ở chỗ này thầy sửa lại chỗ này, hoặc là viết là dòng hello đấy, giả dụ như thế này, chúng ta viết lấy cái giá trị nó trả về đi là như thế này đi, sau đó chúng ta viết document rồi này. Cái này có nghĩa là nó để in cái xuống dòng trong HTML thôi, đúng không? Và chúng ta cộng với cái thằng kết quả trả về đi. Đây cả lớp xem nhé. Đấy, thì nó hiển thị luôn là dòng chữ hello world này. Đấy, cả lớp thấy nó có dị không? À, bình thường đúng không? Nếu ở đây cả lớp mà trả về nó là một số nguyên là 1, thì ở đây nó cũng sẽ hiểu là số nguyên thôi và nó sẽ trả về là 1 thôi. Đấy, khá là đơn giản. Riêng cái thằng hàm trong JavaScript thì nó lại thế. Đấy là cái cách cơ bản nhất thôi. Thì chúng ta nếu mà về sau nếu mà học sâu hơn về hàm thì lúc đấy thầy sẽ hướng dẫn kỹ hơn nhá. Ngắn vậy thôi.